Em Minh chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Cái mẫu này là mẫu Thunder mà hàng thanh lý, giá sale chỉ có 10.800.000 thôi mọi người nhé. Đợt trước cái lô kia về thì em cứ nghĩ là nó chỉ có một cái màu đen đỏ ở bên trong này này, nhưng mà nó bị lẫn hai con xe size 48. Màu này là màu đen tem bạc. Màu đen tem bạc thì tiện em quay cho mọi người để mọi người biết cái màu này. Thì có hai xe size 48. Nếu mà mọi người không thích cái màu đen đỏ thì mọi người sẽ xem màu đen bạc xem là có ok không, thì mọi người mua để liên hệ mua hàng nhé. Giá của em Minh là 10.800.000. Lô hàng thanh lý siêu rẻ luôn và rất hiếm khi có hàng. Hàng có thì là bán hết, là không bao giờ có nữa mọi người. Em chỉ còn vài xe thôi, cỡ tầm khoảng cũng 7-8 xe gì đấy là hết hàng. Thì màu này màu đen bạc, mọi người cùng tham khảo nhé. 10.800.000. Thì cái khung là khung của dáng của Thunder, là cái dáng mẫu cũ ấy mọi người. Mẫu cũ, nhưng mà là đồ mới nhá. Nó chỉ là cái khung dáng cũ thôi. Đồ là đồ mới. Thì nó cái giai đoạn này nó lắp cái giò well top thì là đồ mới hết này mọi người này. Đấy, giai đoạn nó lắp đồ cái giò này thì là đồ mới này. Và cái yên này là yên mới này. Đấy. Yên mới chứ không phải là hàng tồn. Không phải hàng tồn đâu mọi người, nó chỉ là mẫu cũ thôi. Dáng Thunder. Cốt yên là carbon, khung carbon, càng carbon. Khi đồng bô tăng là bằng nhôm rời, chính vì nó là nhôm rời thế nên nó mới rẻ mọi người. Nó không phải là đầu liền. Đấy, thắng thì là thắng đi thắng gom Techo là hàng ngon, hàng tốt mọi người này. Đấy. Ti chỉ đi ti bật khóa mở nhanh chứ không phải là ti bút. Giò dĩa thì là giò dĩa của Well Top là đời mới, giống hệt những cái bản đời mới bây giờ là đều lắp cái giò này hết, trục rỗng. Gạt đĩa là Retropec. Rồi giò dĩa là cùi đèn líp là Retropec 11 líp. Hai đĩa 11 líp và líp của nó thì thường thường là Sugex mọi người nhé. Sugex, líp thả Sugex 11 líp, cối nổ, ti bật khóa mở nhanh. Đấy. Vỏ của nó là vỏ Innova 700x25C, nền nhôm 4 phân. Đấy. Rồi cái bản này thì nó lại là cái tem phản quang mọi người này. Buổi tối nó đi là nó sẽ phản quang ra mọi người. Đấy. 11 líp. Ti bật khóa mở nhanh. Không phải ti bút, thế nên là giá nó mới rẻ, hàng thanh lý. Hàng thanh lý giá rất là rẻ luôn mọi người, 10.800.000 là đã là bao ship rồi quà tặng 6 món. Rồi đã mua được xe khung carbon rồi mọi người. Rất là ok luôn, lâu lâu thì có lô hàng thanh lý đấy. Thì em Minh cũng lấy được hàng thanh lý, em cũng ôm hết cả lô luôn để có giá tốt cho mọi người. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ qua số em Minh nhé. Số của em là 0706198999, hoặc là mọi người ghé trực tiếp số 98-11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Có hai màu chứ không phải một màu. Một màu đen tem đỏ, một màu đen tem bạc. Đấy. 10.800.000 nhé mọi người nhé. Rất là ok, giá rẻ giật mình. Rồi em cảm ơn mọi người.